Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài tập kích hoạt não với tất cả các bé. Nhảy múa đối với mình rất quan trọng vì nó giúp mình thư giãn mỗi khi mình bị áp lực và nó giúp mình vui vẻ khi làm xong những bài tập. Và mình mong muốn rằng mỗi khi mình lớn lên, mình sẽ trở thành một người vũ công rất là nổi tiếng. Với mình hạnh phúc là có ba mẹ và mình ăn chung một bữa cơm và đi chơi cuối tuần. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của cả cuộc đời mình. Hello everybody, my name is Vân Anh. I am 10 years old. Today I really like to be here. Xin chào tất cả mọi người. Mình rất là vui khi mà được ở đây và mình rất là thích tiếng Anh. Mình mong muốn sau này mình sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh. Mình rất là thích uống hồng trà bởi vì nó rất là ngon. Và nếu như mà thêm một chút sữa thì mình cảm thấy rất là, đối với mình là quá tuyệt vời rồi. Và chủ đề hôm nay của mình là gia đình. Khi mình nghĩ đến gia đình đó là mình nghĩ đến những người mà mình yêu thương, nơi mà mình có thể quay về. Khi ở những nơi như vậy sẽ có ông bà, cha mẹ, anh chị em của mình, và ở đó có tràn đầy tình yêu thương và mình rất là yêu gia đình của mình.